Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của Cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sẽ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chủ đề 14, ôn tập cuối năm, bài 70, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài luyện tập trang 117 Mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau làm bài nhé Bài tập số 1 yêu cầu như sau Tính nhầm Các em hãy thực hiện tính nhầm kết quả các phép tính ở trên các quả táo Và các em lưu ý ở đây là các phép tính cộng trừ các số tròn trăm các em hãy thực hiện tính nhầm và điền kết quả vào dấu hỏi chấm nhé. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. 200 cộng 300 bằng 500. 700 trừ 300 bằng 400. 600 cộng 60 bằng 660. 300 cộng 400 bằng ở đây chúng ta thực hiện 300 cộng 400 bằng 700. 800 trừ 400. 800 trừ 400 bằng 400. 850 trừ 50. 850 trừ 50 bằng 800. 600 cộng 400 bằng 1000. 1000 trừ 600 bằng 400. 1000 trừ 400 bằng 600. Như vậy chúng ta đã thực hiện tính nhầm kết quả của các phép tính ghi trên các quả táo. Và qua phần thực hiện tính nhầm cộng trừ các số tròn trăm, chúng mình đã được củng cố về phép tính cộng trừ các số tròn trăm mà các em đã được học đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: đặt tính rồi tính. Ở bài tập số 2 có hai yêu cầu, yêu cầu thứ nhất là đặt tính, yêu cầu thứ hai là thực hiện tính. Các em hãy vận dụng kiến thức mà các em đã học được để chúng ta thực hiện đặt tính và tính kết quả của các phép tính nhé. Cô mời các em hãy bấm dựng hình để chúng mình làm bài tập 2 ý A và ý B vào vở ô ly nhé. Mời các em quay trở lại màn hình nào Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé Phép tính đầu tiên Chúng ta viết 435 ở trên Viết dấu cộng ở giữa hai số Viết số 352 ở dưới Sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng Bước 2 thực hiện tính từ phải sang trái. Chúng ta thực hiện tính như sau. 5 cộng 2 bằng 7, viết 7. 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. 435 cộng 352 bằng 787. Phép tính tiếp theo. Viết 236 ở trên, viết dấu cộng ở giữa hai số. Viết số 528 ở dưới, sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng thực hiện tính từ phải sang trái. 6 cộng 8 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6, viết 6. 2 cộng 5 bằng 7, viết 7. 236 cộng 528 bằng 764. Tiếp theo chúng ta thực hiện đặt tính như sau. Viết số 354 ở trên viết dấu cộng ở giữa hai số viết số 63 ở dưới sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng thực hiện tính từ phải sang trái 4 cộng 3 bằng 7 viết 7 5 cộng 6 bằng 11 viết 1 nhớ 1 3 thêm 1 bằng 4 viết 4 354 cộng 63 bằng 417. Tiếp tục ý B. Chúng ta đặt tính như sau. Viết số 569 ở trên. Viết số trừ ở giữa hai số. Viết số 426 ở dưới. Sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Thực hiện tính từ phải sang trái. 9 trừ 6 bằng 3 viết 3 6-2 bằng 4 viết 4 5-4 bằng 1 viết 1 569-426 bằng 143 Phép tính tiếp theo Viết số 753 ở trên Viết dấu trừ ở giữa hai số Viết số 236 ở dưới Sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng thực hiện tính từ phải sang trái. 3 không trừ được 6, ta lấy 13 trừ 6. 13 trừ 6 bằng 7 viết 7, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1. 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. 753 trừ 236 bằng 517. Tiếp theo, chúng ta đặt tính 880 trừ 54. Viết số 880 ở trên, viết số 54 ở dưới sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau. Lưu ý số 54 là số có hai chữ số, chúng ta viết thẳng số trục và số đơn vị. Kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Thực hiện tính từ phải sang trái. 0 không, không trừ được 4, ta lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6. Nhớ 1. 8-1 bằng 7. 7-5 bằng 2 viết 2. H8 viết 8. -8, -8. 880-54 bằng 826. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Ở bài tập số 2 giúp chúng mình củng cố về phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1.000. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 400? Những phép tính nào có kết quả lớn hơn 560? Để biết được phép tính nào có kết quả bé hơn 400 và phép tính nào có kết quả lớn hơn 560 thì các em phải thực hiện tính kết quả của các phép tính ghi trên các quả dưa. Sau đó chúng ta mới thực hiện được bước thứ hai. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình thực hiện tính các phép tính này nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính 462 cộng 100 bằng 562. 189 cộng 200 bằng 389. 640

quả dưa nào, phép tính nào có kết quả bé hơn 400? Đáp án của cô là Phép tính 189 cộng 200 bằng 389 Và phép tính 570 trừ 300 bằng 270 Là hai phép tính có kết quả bé hơn 400 Vậy trong những phép tính mà chúng mình vừa thực hiện Thì những phép tính nào có kết quả lớn hơn 560? Đó chính là phép tính 462 cộng 100 bằng 562 và phép tính ở đây là 725 trừ 125 bằng 600. Đây là những phép tính có kết quả lớn hơn 560 đấy. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 giúp chúng mình củng cố về phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000 và giúp các em biết cách so sánh các số. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau: quan sát một số tuyến đường bộ trong hình vẽ đây chính là bản đồ của nước việt nam chúng ta được trải dài từ bắc vào nam bây giờ chúng mình quan sát yêu cầu ý a như sau cao bằng và vinh nơi nào xa hà nội hơn để trả lời được câu hỏi này các em hãy quan sát xem từ hà nội đến cao bằng có độ dài là quãng đường bao nhiêu km và từ hà nội đến vinh có quãng đường dài bao nhiêu km thì chúng ta sẽ biết được là Cao Bằng và Vinh thì nơi nào xa Hà Nội hơn nhé. Đáp án của cô như sau. Từ Cao Bằng đến Hà Nội dài 240 km. Còn từ Hà Nội đến Vinh dài 380 km. Như vậy quan sát vào bản đồ chúng ta thấy là Vinh xa Hà Nội hơn. Vậy chúng ta kết luận Vinh xa Hà Nội hơn ý B. Quãng đường Hà Nội đến Đà Nẵng qua Vinh dài bao nhiêu km? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy bấm dừng hình để chúng mình giải bài toán này vào vở ô ly nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Các em quan sát, đây là địa điểm Hà Nội, còn đây là Đà Nẵng. Từ Hà Nội đến Đà Nẵng, qua thành phố Vinh. Vậy chúng ta sẽ lấy quãng đường từ Hà Nội đến Vinh cộng với độ dài quãng đường từ Vinh đến Đà Nẵng. Câu lời giải như sau. Quãng đường Hà Nội đến Đà Nẵng qua Vinh dài số km là Chúng ta lấy 308 cộng 463 bằng 771 mở ngoặc km viết tắt đóng ngoặc. Đáp số 2 chấm 771 km. Tiếp tục chúng mình làm bài tập ý C nhé. Bài toán nó hỏi như sau: Quãng đường Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ bao nhiêu km? Chúng ta hãy quan sát trên bản đồ quãng đường từ Đà Nẵng. Đây là địa điểm từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta thấy là quãng đường này Chúng ta thấy có độ dài là 858 km. Và quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ thì có độ dài là 174 km. Vậy muốn biết từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ bao nhiêu km. Đáp án của cô như sau quãng đường Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ số km là 858 trừ 174 bằng 684 mở ngoặc km viết tắt đóng ngoặc đáp số 2.684 km Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4 ở bài tập số 4 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn với phép tính cộng, trừ các số trong phạm vi 1000 có nhớ. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.